Xin chào tất cả mọi người, bây giờ nó đang là buổi chiều, hai mẹ con mình dẫn tay nhau ra chợ. Mẹ mình thì thực ra là mua là cũng gần đủ hết rồi, nhưng mà có thiếu chuối này, với lại một số đồ nữa thôi. Thế là bà bảo đi sáng thì sợ đông, tại vì hôm nay đúng phiên chợ mọi người, không có chỗ đậu xe luôn. Thế là mình đã nhà mình vào buổi chiều, rất là vắng luôn, chỗ đậu xe cũng rộng sao thích. Nhưng mà mỗi tội là hôm nay người ta nhiều nơi người ta nghỉ sớm đấy. Đấy. Sao mình nhìn nó cứ vắng thế nhỉ, người ta bán hết rồi ta. Chỗ này là người ta bán thuốc bắc mọi người. Thuốc bắc, sâm nấm, táo đỏ các thứ, mật ong người ta bán hết đây này. Đông trùng hạ thảo cũng có luôn. Đấy, rất là nhiều. Cái này khổ qua mọi người. Khổ qua người ta thái người ta bán để làm thuốc. Nấm linh chi đỏ. Mình hôm nay thực ra đi theo chân mẹ mình chứ cũng chưa biết là vào mua cái gì cơ. Mà một cái túi rõ to luôn. Nè. Trời ơi, nho các cô, người ta bán nguyên cả thùng. Ngay chỗ này là quán chị Thúy người Việt Nam. Nóng người mẹ ngả nó người ta bán hết rồi mọi người. Những cái đồ cúng ấy, ví dụ như là cá các thứ. Như cá biển ấy. Có này thì sợ. Thấy ạ cả bà đi ạ. Ra cái chỗ này người ta bán trái cây thích chưa mọi người ơi. Đây, mận này, nho, đào lê, táo đủ các loại, nhìn mê chưa? Mà rẻ lắm. Ok, quán này người ta không có dán giá ở đây này. Củ cải, ôi trời ơi, năm nay cái cải tháo bên Hàn đắt lắm. Chuối. Để, hiện trang lên đây. Mẹ mình đang hỏi mua chuối. Chuối nhìn cũng khá là đẹp nhỉ. Con này hạt rẻ này mọi người. Hạt rẻ mùa thu. Đấy, cái này bông về luộc. Thủ thân nhé. Để, hiện trang lên đây. Chú xe ạ. Tính ra nó cũng rẻ chứ không đắt. Mọi năm một bẹ to này cũng phải bán 8.000, năm nay lại có 5.000. Táo này, một giỏ như này là 5.000 lắm. Chỗ này thì 10.000 chắc nó ngon hơn. Lê nữa này. Ăn nhá. Năm đầu tiên đi chợ Trung Thu mà thấy vắng như này mọi người. Vậy là kiểu năm nay do kinh tế khó khăn nữa. Lê 500 nghìn một thùng như này. Này là 300 nghìn một thùng nho. Cái chỗ này mọi người đang xúm vào đây là chuẩn bị mua ghệ mọi người. Bên Hàn thì mùa thu ấy là bắt đầu vào mùa ghệ ăn rất là ngon. Hôm nay người ta bán rẻ lắm, tại vì thấy là nhập luôn cả cái ô tô mà này. Hỏi ra thì thấy có 10.000 một cân thôi, là tầm khoảng 200.000 một cân ghệ nhá. Được khoảng 3 đến 5 con, tùy theo to nhỏ. Cái nhà này thì chuyên bán rất là nhiều luôn. Nhưng mà nhà mình hôm nay thì lại không ăn, nói chung là hải sản thì không ăn vào Trung Thu mấy ấy. Cho nên là mình chỉ ngắm qua thôi chứ không có mua. Còn bên đây thì người ta đang chiên đồ cúng để bán mọi người, dành cho những người mà đi làm này không có thời gian. Bên này thời trẻ đấy, những người trẻ là mình thấy là người ta hay mua lắm chứ không có làm trực tiếp đâu. Tại vì làm về vừa mất thời gian xong lại cũng tốn kém đấy. Cho nên người ta chọn cái phương cách rất là tiện lợi là mua. Ví dụ như mấy chị người Hàn mình biết cũng thế, các chị toàn đi mua chứ có ai làm ở nhà mấy đâu. Đấy, mẹ mình có tí quên cái này. Cá, cá khô, cái này cũng là dâng lên mâm cúng. Còn đây là táo biển này. Wow. Táo biển, biển đấu canh các thứ tốt cho sức khỏe lắm. Với lại cái nước của nó rất là ngọt luôn.
마늘 빻아서 물 자작자작하게 30분만. Mình làm xem cá ruội. À, bên Hàn à, thích ăn cái cá ruội này lắm. Tôm khô cũng có. Giống như bên Việt Nam mình nhỉ. Một con cá chim ấy, mẹ mình mua một tuần trước có 15.000 thôi. Hôm nay người ta bán 25.000 won. Đắt thôi, đắt luôn. Mà còn không có hàng mà mua ấy, tại vì cúng là người ta sẽ chọn cái con to, con dài. Đi qua cái chỗ này thì có một bác cái đang ngồi xe lăn kéo mọi người. Mới đầu thì mình cứ nhìn những kiểu tội nghiệp ấy, thế là cũng cho tiền. Thế nhưng mà một thời gian trên thời sự các thứ người ta nói nhiều lắm. Có nhiều trường hợp là không phải là bị tàn tật nhưng mà người ta giả danh đó mọi người. Cho nên bây giờ nhiều người Hàn là người ta không có cho mấy rồi. Đi qua hàng cá thì bên này người ta cũng bán luôn cà rộ như thế này này. Cho nên là mỗi lần mua là ăn không hết đó, toàn để trong tủ đá. Xong rồi ăn dần dần đó mọi người. Còn chỗ này là bánh gạo, gọi là tức của Hàn Quốc. Rồi mọi người ơi, mình vừa nấu được một món canh nữa này. Canh cái này gọi là canh đậu phụ với này thịt lợn. Cho một chút hành vào. Đây là mình chuẩn bị ăn cơm. Những cái đồ cúng thì bây giờ thì sẽ hâm rán qua cho nó nóng lại ấy, mọi người. Còn mình ăn. Hả? Mà quay cho anh tí. Ồ, đây. Dạo này nó cũng gọi là nữ công gia tránh phết. Mình thích ăn cái món này đó mọi người ơi. Món truyền thống của Hàn. Rồi bây giờ cả gia đình nhà mình chuẩn bị ăn cơm mọi người ơi. Không, không mà đã tối rồi này. Không cơ. Đây, má sẽ kêu tự xe không má? Đấy, mâm cơm ngày Trung Thu cũng chỉ có thế này thôi mọi người ơi. Kim chi canh bò. Mẹ mình đói. Nghe. Này mình thử đây. Ủa, hôm nay bỏ cái bàn này ra rộng này. Cái bàn này thực ra là cái bàn để cúng nha mọi người.김치가 많나요? 튀김도
Trung thu ấy, mình sẽ mua sâm xong rồi ngâm cho chồng này. Ủa, tầm 2 cân to. Chung thì thiệt hả? Bố mình sang một cuốn. Cái bánh phim bố mình thích thế hả? Thiệt. Ừ, khó khăn. Ừ, khó khăn. Xin lỗi nhé, mình được thế. Ủa, bố. Cái này bái chứ. Người bái chứ. Ủa, xin lỗi.하는 맛이 안 나는 거예요. 니선이 같은 면은 나는 있어요. 나 왜? 응? 근데 엄마 맨날 사귀어가고 응? 자기도 보다 보고 그러냐? 응? 지금 응? 지금 남부쪽이라도 봐보. 맞아. 아니 그리고도 일 모든 게 집에서가 혼자 백이 있던 게 더 걸려. 아, 남이 할 것이 없구만. 아니 부장은 여기. 그 고구마 그저. 다른 사람들 엄마가 부장이야. 누가 엄마 부장이야? 부장들은 맨날. 아 부장하지 않은데 고생이 뭐 있는 거지. 고생 아니야. 내가 내가 제일 하는 거. 무슨 떼든 걸라고 그러냐고. 떼든 거 먹으려 먹으려고. 자식이 너무 못 살아서 그런가. 그래. 아, 그래? 어. 아, 근데 엄마 좀 더 먹어. 엄마, 밥 더 드세요. 여기 있어. 아, 이만 먹어. 내가 이따. 아, 좋아. 엄마가? 너 물 있지? 응. Hôm nay thì anh Xu anh ấy nói với mẹ mình là bây giờ bà cũng có tuổi rồi, ngoài 80 rồi, thì làm ít thôi, nông nghiệp các thứ thì con cháu bây giờ cũng có ăn được bao nhiêu đâu. Cháu chắc thì bây giờ chúng nó lớn ấy, nó ăn cái gì thì nó đòi, chứ còn mình làm ra bảo nó ăn nó cũng không ăn như ngày xưa. Thế là hạn chế làm đi, rồi nếu mà có thời gian ấy thì lên nhà mình chơi mấy hôm, xong rồi lên nhà cô chơi mấy hôm, chơi với các con các cháu cho đỡ buồn ấy. Vậy này bà cũng khỏe. Chứ mời mẹ lên lần nào là bà cũng phải, tao phải ra vườn lạc như, rồi vườn đỗ như, rồi bón phân các thứ, nói chung là bận rút ấy. Mà thực ra là mẹ mình làm cái này, nhiều người cứ nghĩ là bà làm để kiếm tiền, nhưng mà không phải đâu mọi người. Mẹ mình làm cái này là bán ít lắm, bán thì cũng toàn cho người quen với kiểu bán rẻ thôi, chứ còn chủ yếu là để cho con cháu. Chứ nhiều người bình luận nói là kiểu như là con cái đông mà để cho bà vất vả đấy. Thế anh Xu thỉnh thoảng anh ấy đọc được, thế là anh cứ sợ như thế ấy. Người khác nhìn vào lại cứ bảo là ui con cái ba người mà lại không lo cho bà được, lại để bà làm thế kia thì hơi vất vả. Thế là hôm nay anh ấy cũng nói với mẹ như thế. Thế là bà bảo ừ bà biết rồi, sang năm trở đi là bà cũng không có làm mấy nữa, nghỉ ngơi thôi. Thế thôi bây giờ mình dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của gia đình nhà mình đến mùa trung thu năm thứ 3 rồi. Hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.